Em đã cố gắng làm đủ mọi thứ chỉ để níu anh ở lại đây. Bao lần vụt mất đôi bàn tay anh, em cố dục sức để nắm lấy. Em cứ theo đuổi một thứ gì đó mà chính bản thân không hề biết. Lây hoay tìm anh nhưng lại đi mất sau anh ra đi không từ biệt. Ta trao cho nhau thật nhiều hy vọng nhưng rồi nhận lấy là thất vọng. Bao nhiêu hạnh phúc mà ta từng có giờ thì cũng trở về số không. Có lẽ hai ta chưa từng cho nhau cái thứ được gọi là niềm tin. Anh vì một ai mà lại thay đổi, sao lại đánh mất đi chính mình. Người con trai bản tin dịu dàng ân cần bên em giờ đâu rồi? Người con trai sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ giờ đâu rồi? Có phải chăng những điều như thế thật sự nó khiến anh chán nghe? Em làm gì sai để người thay đổi vội vàng bỏ em không cam. Đến không được, muốn không đành thì cũng đành chấp nhận thôi. Vốn dĩ yêu thương anh dành cho em chắc đã từ lâu không còn rồi. Nên thôi, lùi về phía sau để ngồi đi. Để anh vẫn biết ở trong tim em hình bóng của anh luôn ngự trị. Vì sao người ra đi, giọt lệ tràn ven mi. Dẫu em đã yêu hết thân mình, vẫn không thể bên nhau, chỉ còn niềm thương đau vất xa phía sau ở trong lòng. Xa anh là điều mà em cũng hề muốn, nhưng vì khoảng cách lại không cho phép cho đến cuối cùng ta lại buông. 9 tháng bên nhau chắc là chưa đủ để ta có thể hiểu nhau hơn. Em chợt nhận ra rằng trong trái tim tình yêu trao anh ngày một lớn. Ta lướt qua nhau như thể hai ta là một người lạ chưa từng biết. Cho đến cuối cùng ta ngoảnh mặt đi cũng không nói được lời từ biệt. Dù rằng bên em đã có người mới nhưng em chưa thể quên được anh. Nhưng mà anh ơi, nhìn lại ký ức có khi lần nào anh thấy chẳng. Thương anh, em chỉ để ở trong lòng thôi. Vì em biết nói ra rồi thì có được gì. Chưa bao giờ anh nhìn thấy em khóc thì làm sao mà anh có thể hiểu được cảm giác của em chứ. Nếu như ở bên em chỉ toàn là niềm đau thì em sẽ ra đi. Vì em biết bình yên của anh chính là không còn em nữa, có đúng không? Nhớ anh chỉ được phép nhớ anh mà thôi. Vì ở bên anh giờ đã có người đem đến cho anh hạnh phúc rồi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em khóc, không biết em đâu như thế nào. Mạnh mẽ cách mấy đến lúc nào đó thì em cũng phải yếu lòng thôi. Bình yên của anh lại không còn em, bởi vì điều đó khiến người vui. Hôm nay nữa thôi em sẽ không khóc, xin nhắc về anh lần sau cuối. Thiên bình là anh, người từng bước qua cuộc đời của em như cơn gió. Ở bên người ta vì thật hạnh phúc, đừng làm gì để em phải lo. Vì sao người ra đi, giọt lệ tràn ven mi. Dẫu em đã yêu hết thân mình, vẫn không